Sự việc bắt đầu từ một clip dùng hình ảnh bà Trương Mỹ Lan tại tòa lồng ghép nội dung. Chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? Chưa có ai biết hết. Vậy bị cáo phải thành thật cho hội đồng xét xử biết để được khoan hồng. Dạ được, đang ở ngoài biển á. Dạ đúng rồi, 600 mấy ngàn tỷ. Tạo trang đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan giấu ngoài biển, coi chừng vi phạm pháp luật. Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn lan những clip với nội dung người dân ra biển truy tìm kho báu mà bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cất giấu. Sự việc bắt đầu từ một clip dùng hình ảnh bà Trương Mỹ Lan tại tòa lồng ghép nội dung. Chỗ bị cáo giấu tiền có ai biết chưa? Chưa có ai biết hết. Vậy bị cáo phải thành thật cho hội đồng xét xử biết để được khoan hồng. Dạ được. Đang ở ngoài biển á. Dạ đúng rồi, 600 mấy ngàn tỷ. Từ đó trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm clip theo trend đi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Nhiều clip lồng ghép hình ảnh người dân đi thuyền, vượt biển, lặn dưới biển để tìm kho báu. Trên mạng xã hội, một số người nổi tiếng cũng theo trend đi tìm kho báu hoặc cố tình hiểu là bà Trương Mỹ Lan có khai giấu tài sản ngoài biển, khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực. Tham gia xuyên suốt phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, toàn bộ lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại tòa không có chi tiết nào khai là giấu kho báu ngoài khơi. Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi phân tích, cư dân mạng đã dùng hình ảnh clip thật tại phiên tòa để lồng ghép nội dung sai lệch bị đặt. Chỉ những người dự phiên tòa mới biết được tiếng nói thật của chủ tọa và bị cáo, còn người dân bình thường làm sao biết được đâu là thật, đâu là tiếng do công nghệ AI tạo ra. Theo luật sư Quỳnh Thi, việc cứ vài ngày, vài tuần xuất hiện một trend lồng ghép hình ảnh để người dùng tăng tương tác, xả stress là chuyện rất bình thường trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lồng ghép hình ảnh hoạt động tố tụng tại tòa án để đưa thông tin sai lệch, tạo trend, coi chừng vi phạm pháp luật. Bắt nghi phạm đâm gục người phụ nữ giữa đường ở Bình Dương. Trưa 18 tháng 4, nguồn tin cho biết, công an đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa đường xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghi phạm là người đàn ông tên Tiến, sinh năm 1968, quê tỉnh Cà Mau. Sau khi gây án tại tỉnh Bình Dương, nghi phạm bỏ trốn và bị bắt giữ ở tỉnh Cà Mau. Công an tỉnh Bình Dương đang di lý nghi phạm về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm có quan hệ với nạn nhân. Do mâu thuẫn tình cảm nên hai người hẹn gặp nhau để nói chuyện và xảy ra vụ việc. Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 4, người phụ nữ đang đi xe máy trên đường số 9, khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bị một người đàn ông chặn lại, dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Bị đâm nhiều nhát, người phụ nữ nằm gục xuống đất. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, công an thành phố Dĩ An nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định tên Linh, sinh năm 1972, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ người thân của nạn nhân, bà Linh đã ly hôn, hiện đang sống cùng con trai tại một căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Dĩ An. Đêm 17 tháng 4, bà Linh đến điểm hẹn gặp ông Tiến thì xảy ra sự việc. Chủ tiệm vàng kể khoảnh khắc tên cướp đập tủ kính lấy trang sức. Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự lấy lời khai đối với Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, xảy ra tối 17 tháng 4. Theo ghi nhận, sáng 18 tháng 4, tại tiệm vàng Kim Sơn Hiền, đóng trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Ngàn, luôn trong tình trạng đóng cửa. Cảnh sát vẫn đang làm việc với chủ tiệm vàng để lấy thông tin liên quan vụ cướp. Bà Lê Thị Thu Huyền, chủ tiệm vàng cho biết, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tiệm vàng gia đình bị cướp. Tối 17 tháng 4, sau bữa cơm, vợ chồng bà Huyền lên tầng 2 nghỉ ngơi. Ở tầng 1 chỉ còn cô con gái 23 tuổi ngồi lại làm việc. Hai vợ chồng đang nghỉ ngơi thì nghe nhiều tiếng đập mạnh vào cửa kính, kèm giọng con gái hô hoáng nên chạy xuống mới biết tiệm vàng bị cướp. Tên cướp đập vỡ tủ kính dày 1cm và tẩu thoát quá nhanh. Con gái tôi đã đuổi theo, dùng điều khiển TV ném vào tên cướp, hô hoáng chặn bắt nhưng không kịp. Bà Huyền kể, nữ chủ tiệm vàng cho biết, ngày thường cửa tiệm dừng đón khách và đóng cửa vào 18 giờ, xong tối xảy ra vụ việc, cô con gái nói sẽ phụ giúp dán tem vàng nên bà chỉ khép cửa bên ngoài rồi vào nhà nghỉ ngơi. Nhớ lại vụ cướp tiệm vàng, ông Ngô Đức Lưu, 78 tuổi, sống cạnh tiệm vàng cho biết, thời điểm đó thấy chiếc xe biển số bị che mờ dừng ngược đường trước tiệm vàng,
không nghĩ là tên cướp. Lúc nghe mấy tiếng đập mạnh bên tiệm vàng, nghĩ vợ chồng họ xích mích nên tôi không ra xem. Khi nghe hô hoán có cướp thì thấy người đàn ông đã lên xe chạy mất. Ông Liêu kể. Trước đó khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn lái ô tô 5 chỗ màu bạc đậu trước tiệm vàng Kim Sơn Hiền. Phát hiện chủ tiệm vàng ở trong nhà, người này xông vào cầm búa đập vỡ tủ kính trưng bày, vơ nhiều tài sản rồi chạy ra xe phóng đi, vứt lại búa. Toàn bộ sự việc diễn ra khoảng 8 giây và được camera an ninh tại tiệm vàng ghi lại. Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 18 tháng 4, Toàn bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Một chủ tịch công đoàn ở Thái Bình vi phạm nồng độ cồn, không có bằng lái, vẫn điều khiển ô tô. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ký quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Hoài, sinh năm 1979. Quyết định này nêu rõ ông Trần Đức Hoài đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, đo được ở mức 0,467mg trên 1 lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Theo quy định tại nghị định, ông Hoài bị phạt 35 triệu đồng lỗi vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 11 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe. Được biết, ông Trần Đức Hoài hiện đang công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình. Nhưng khi lập biên bản vi phạm giao thông, ông Hoài lại khai với Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Bình là lao động tự do. Ngày 18 tháng 4, xác nhận với báo chí, một cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Bình cho biết, thông tin ông Hoài khai điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe là chính xác. Trước đó, hồi 13 giờ 17 phút ngày 24 tháng 3, tại số 490 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, Thái Bình, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Bình thực hiện chuyên đề kiểm tra đo nồng độ cồn đã phát hiện ông Trần Đức Hoài vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô tham gia giao thông. Giáo viên bị ép đi thăm học sinh tỉnh Hà Giang bằng tô giá cao. Ngày 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của các giáo viên về việc bị đóng tiền với giá cao theo hình thức du lịch khi đi thăm học sinh tại Hà Giang. Trước đó, hồi năm 2023, tỉnh Hà Giang thiếu giáo viên dạy tiếng Anh. Ngành giáo dục địa phương này có nhờ phía Lâm Đồng và được hỗ trợ. Nhiều giáo viên của Lâm Đồng đã tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh huyện Mèo Vạc và Bắc Mê, Hà Giang, theo hình thức trực tuyến. Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có ý định tổ chức để giáo viên và học sinh có dịp gặp gỡ. Mới đây, ngành giáo dục Lâm Đồng định tổ chức cho các giáo viên đi thăm học sinh ở Hà Giang, thời gian dự kiến từ 27 tháng 4 đến 1 tháng 5. Nhiều giáo viên đăng ký tham gia, tuy nhiên chuyến đi được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dưới dạng tour du lịch và cá nhân phải tự túc kinh phí, chưa tính là phải thêm khoản phí vé máy bay chiều đi và về phải tự túc. Nhiều giáo viên sau đó kiểm tra, tìm hiểu thì phát hiện chuyến đi bị đóng mức giá cao thông qua một công ty du lịch do Sở Giáo dục và Đào tạo chọn. Mức này cao hơn nhiều so với giá tour cùng địa điểm, thời gian. Giáo viên cho rằng việc đi thăm học sinh xong phải đóng tiền giá cao và không minh bạch nên đã phản ứng. Vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị liên quan phải giải quyết dứt điểm, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định, không để tạo dư luận xấu trong xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.